Rồi, nhà vườn bonsai Kim Sơn thân chào cả nhà mình luôn nha. Thân mời nhà mình ghé giao lưu xem tham khảo một sản phẩm VIP quái. Cái này nó giống như con thiềm thừ ấy cả nhà. Đây nè. Con thiềm thừ á, con thiềm thừ là nó có một cái chân ở ở sau này, nó rất là mập mạp. Đó, ở đây nè. Đó, thiềm thừ này. Cái này là củ đồng tiền nha cả nhà. Còn tên gọi khác là củ bình vôi. Này. Cái đặc tính của cái cây này nó hay một cái là khi mà cái củ nó bị dập cái chỗ nào đó thì nó sẽ tự liền sẹo. Nó sẽ tự liền sẹo nha cả nhà. Nó có cái đuôi ra tới đây luôn nè. Đó là Sơn làm một cái sườn, cái khung sườn để cho dây cho cái lá nó bò cả nhà. Này lá cũng khá khá là đẹp này. Này, gần lá ở phía sau này. Đó, gần lá ở phía sau như lá sen vậy. Này, rất là đẹp. Nhưng mà cái nhựa của nó như máu ấy cả nhà. Rất là ngộ nghĩnh luôn. Củ này thì cũng khá là to nha. Củ này thì coi thử mình đo thử nè. Mình đo ngay chỗ đây nha. Đó, có ở dưới này cái khúc này mình khỏi đo đi. Này mình đo từ đây nè, đó Sơn đo nha. 2 này, 4 này, 40 mấy đường kính luôn. Đó, cái này cũng gì nè, 2 này, 4 này cũng 40 mấy đường kính. Hiện tại là cao chắc cũng tầm 30 đó cả nhà. Đó, đang nằm cái chậu 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 xi măng áp lực. Nhìn nó rất là giống con thiềm thừ luôn cả nhà. Đó, mình tạo cái khung, nếu mà mình không thích cái khung này thì mình tạo cho nó cái khung đẹp hơn. Đó, tạo nó cái khung như thế nào đó để cho cái nó là dạng dây leo cũ mà. Đó là mình càng nuôi nó càng to nữa nha cả nhà. Hoặc là nếu mà cỡ này mà mình nuôi cái vàng lớn làm vàng mát cũng được luôn. Ở dưới thì cái củ nó vẫn phát triển bình thường. Rất là độc lạ luôn. Rồi, củ này nhà vườn xin giao lưu nhanh là 3 triệu bao vận chuyển luôn nha, cả chậu luôn. 3 triệu bao vận chuyển cả chậu. Củ này khá là nặng, hai người khiêng. Rất là độc lạ cả nha. 3 triệu bao vận chuyển cả chậu luôn nha. Mình rất là thích cái mẫu này nè, nó chân này, cái chân thiềm thừ này, thiềm thừ nó có một chân thôi. Cóc ngậm tiền đó cả nhà. Có một chân thôi, đó. Một chân chân sau với quên, một chân sau, hai chân trước nữa, vẫn là hai chân. Rồi Sơn rất cảm ơn cả nhà mình luôn nha. Nếu có nhà ý thì liên hệ với số mới của Sơn là 0889 244699 nha cả nhà. Và số cũ là 0911 470 409 vẫn dùng. Nhưng mà Sơn chuyển sang số mới thêm. Tại vì nó đầy danh bạ rồi cả nhà. Hoặc là ví dụ mình muốn mình làm ăn mà cũng có cái hướng phong thủy chút xíu á, mình đổi số mới cho nó phong thủy thêm. Hoặc là liên hệ với em trai Kim Sen là 0366 169 369 cũng được nha cả nhà. Rồi Sơn rất cảm ơn cả nhà mình.